Cây xong rồi muốn đập hạt thì đập hạt ngồi trên cây. Rồi bắt đầu xuống rồi. Đó là của mình ngồi đấy sướng hơn má hơn trời. Đi chợ cái đi. Sao bắt đầu về ô theo mình. Nếu mà mình đặt về nếu mà mình muốn nó về là 1.000 đi. À quên. Chỗ giấy không? Vậy mua trái cây mua theo đồ ăn xong rồi ra. Rồi chơi tới tối luôn rồi coi coi đúng không bông rồi coi đèn đi. Bây giờ làm mệt mỏi lắm. Thì đó, tí đi xe thôi. Trời ơi, đi du lịch mà đi ngủ vậy. Ủa mắt kiếm ra cái mắt kiếm rồi hả cây mình? Này cái cũ. Có vậy thôi. Cái này cũng nhiều. Chú ấy ăn cây thôi vô đây rồi xe mấy kỳ sẽ lấy xe vô. Để cho anh quay Canada đi. Anh quay Canada. Qua bên kia quay đẹp hơn. Rẻ mà. Đó, nãy giờ anh nói gì có hết lúc này rồi. Quay tao mới biết cái Canada đấy, ngay cảnh này. Màu trắng, thích màu trắng. Là gì China. China sao? Em đang đi Canada China. Thôi xin chào các anh chị em. Em kết thúc video ở đây nghe. Chào tạm biệt.